kỳ này chúng ta sẽ học cái môn là phát triển phần mềm ứng dịch vụ. Thì cái mục đích môn học thì các bạn cũng thấy như trên trên máy tính của mình, các bạn có thấy được cái màn hình của mình sao? Thấy rồi thầy ạ. Nó hiện lên cái gì trắng xóa luôn à? Bây giờ hiện Thấy tại rồi của à? em Đúng rồi, thầy thấy là rồi. mục đích môn học thầy ạ. Thấy rồi đúng không? Đấy thì kỳ này thì các bạn sẽ học cái môn phát triển phần mềm hướng dịch vụ. Tức là chúng ta sẽ như chúng ta học các cái cơ chế phát triển phần mềm thì chúng ta đã học ở kỳ trước phát triển phần mềm ở hướng đối tượng này, trước đó là hướng cấu trúc này, rồi phân tích thiết kế cấu trúc phân tích thiết kế phần mềm hướng đối tượng vân vân. Thì kỳ này chúng ta sẽ học một cái phương pháp mới gọi là phát triển phần mềm hướng dịch vụ. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ thuần túy là dựa trên các cái service, các dịch vụ, chúng ta không đi phát triển phần mềm từ đầu nữa. Nó cũng tư tưởng nó cũng có những cái tính chất như thừa kế giống như ở trong cái hướng đối tượng à, nhưng mà bây giờ nó khác, nó mở rộng hơn một tí à, thay vì chúng ta gói gọn trong một cái lớp, một cái class à, trên một cái project nó nằm ở trên một cái máy tính nào đấy, trên một cái máy nào đấy thôi, thì bây giờ cái dịch vụ thì nó có thể nằm phân tán ở rất là nhiều nơi à, nhiều máy khác nhau phân tán trên mạng à, trên mạng, trên các cái hệ thống. Và việc phát triển phần mềm hướng dịch vụ đây là chúng ta sẽ đi xây dựng các cái hệ thống bằng cách sử dụng tích hợp và sử dụng lại những cái dịch vụ mà người ta đã xây dựng rồi vào trong cái hệ thống của mình. Thì có những cái ví dụ khá là phổ biến mà các bạn cũng đã làm việc nhiều, ví dụ như là các cái trang thương mại điện tử ấy. Trang thương mại điện tử ví dụ như khi chúng ta vào các cái trang thương mại điện tử hoặc là các cái trang web đơn thuần, trang web đơn thuần cũng thế, chúng ta sử dụng rất nhiều chức năng nhưng mà thực ra những cái chức năng đấy thường là nó là những cái dịch vụ đã của cái trang web này nó sử dụng của một cái hệ thống khác ví dụ như lấy đơn giản như là cái thanh toán tiền chẳng hạn, thanh toán tiền online thì chúng ta thường thấy có những cái dịch vụ thanh toán của cái ngân hàng nội địa, nó support ra những cái chức năng để mình thanh toán. Là ví dụ mình vào một cái trang web, một cái trang thương mại điện tử để mình mua hàng đúng không, sau đó mình đến cái thanh toán thì mình sử dụng cái chức năng kia để mình thanh toán thì nó sẽ chuyển hướng cái thao tác của mình sang cái dịch vụ của cái ông thứ ba kia, ông ấy thanh toán cho mình. Thì đấy là một cái ví dụ đơn thuần là chúng ta xây dựng cái hệ thống và trong đó chúng ta không đi xây dựng cái chức năng thanh toán, ta sử dụng một cái dịch vụ của bên ngoài đã có ở bên ngoài. Thì đấy là cái ý tưởng của cái phần mềm sử dụng dịch vụ. Thì đấy là cái ý tưởng, còn để cái cách xây dựng hệ thống như thế thì nó sẽ có cái cách chính để xây dựng. Thì hiện tại thì nó có hai cái cách phổ biến để xây dựng cái ứng dụng hệ thống sử dụng các cái dịch vụ web. Cách cổ điển thì chúng ta có các cái công nghệ dựa trên cái SOAP, công nghệ dựa trên SOAP là những công nghệ ngày xưa nhưng mà bây giờ nó vẫn còn khả dụng cho những hệ thống bây giờ. Thì cái SOAP thì nó sẽ có một loạt các cái ta xây dựng các hệ thống hướng dịch vụ. Thì cái công nghệ SOAP nó thường phù hợp cho những cái hệ thống lớn, nó yêu cầu cái tính bảo mật nó cao. Ví dụ như các hệ thống của nhà nước chẳng hạn. Thầy đã chuyển đó, thầy vẫn đang đổi thôi chưa chuyển đó. Các cái hệ thống lớn của nhà nước, ví dụ như các cái hệ thống thầy đã tham gia xây dựng một hệ thống, ví dụ như các hệ thống về hệ thống ICT của Tổng cục Hải quan này, quản lý rừng của Bộ Nông nghiệp này, rồi các cái hệ thống giám sát khí phát thải của cái Bộ Tài nguyên Môi trường này, vân vân. Thì đấy là những cái hệ thống mà thầy đã tham gia xây dựng, thì tất cả những cái hệ thống lớn như thế người ta đều sử dụng các cái công nghệ hướng dịch vụ dựa trên cái nền tảng là SOAP. Thì đặc trưng của những hệ thống như thế là nó liên quan đến cái nhà nước nên nó thường yêu cầu cái tính bảo mật, yêu cầu tính bảo mật cao. Ngoài ra có một cái nhóm khác nữa cho phép chúng ta xây dựng, nhóm công nghệ khác cho phép chúng ta xây dựng các cái dịch vụ web
để phát triển các cái phần mềm, đấy là dùng các cái RESTful. Thì chắc các bạn cũng đã làm nhiều rồi, năm ngoái thấy một số nhóm làm bài tập lớn cũng giới thiệu về RESTful rồi đúng không? À, thì RESTful cũng là một cái hướng phát triển để cái RESTful nó nhẹ hơn so với cái LLP, và nó thuần túy dựa trên các cái HTTP, các cái phương thức của HTTP để nó xây dựng nên việc triển khai và xây dựng cái REST nó khá là dễ. Nhưng mà nó tất nhiên là về cơ bản là nó có một số cái yếu tố nó không bằng cái thằng LLP, ví dụ như nó không được bảo mật tốt như thằng LLP, rồi nó không phù hợp cho những cái hệ thống mô hình hệ thống nó lớn. Cái hướng thứ ba nữa là đấy là cái microservice nó cũng tương tự như là thằng LLP, nhưng mà nó ở cái quy mô, tức là bây giờ cái dịch vụ nó sẽ được chia nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức là nó không thể chia được nữa. Thì SOAP, các dịch vụ được xây dựng trên SOAP thì nó vẫn có thể là những cái dịch vụ lớn, tức là trong đấy nó nhiều dịch vụ con. Còn riêng cái microservice ý, thì hay là gọi là các cái phi dịch vụ ý, thì nó chia nhỏ cái chức năng ra đến mức là không thể chia được nữa, rồi sau đó nó mới triển khai. À, thì đấy là ba cái hướng phổ biến hiện nay để chúng ta xây dựng. Trong cái vẫn tập trung vào thằng SOAP, SOAP và RESTful, hai cái nội dung chính, hai cái nội dung chính của chương trình học của chúng ta. Thì cái thằng đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu cái SOAP cũng như là các cái chuẩn công nghệ đi kèm với nó. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập dựa trên cái thằng SOAP, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái thằng RESTful. Đó là RESTful. Đấy, thì đây là cái chung của mục đích của môn học, là chúng ta sẽ giới thiệu các cái khái niệm về công nghệ này, kỹ thuật cho phát triển dịch vụ web, và web có nghĩa áp dụng những cái kiến thức đã học cho phát triển các ứng dụng qua các cái dự án nhóm. Thì như thầy nói lúc nãy thì bởi vì là cái hình thức học này thì nó giảm thiểu cái sự tương tác, nên là chúng ta sẽ tăng cường làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm. Thì mỗi buổi như thế chúng ta sẽ cố gắng làm một số bài tập để mình đỡ phải ngồi trên máy tính cứ nghe không như này, nó cũng rất là nhàm chán. Thứ hai nữa là chúng ta ba nữa là chúng ta có kỹ năng xây dựng các cái biểu diễn vụ và biểu diễn SOP và các cái công nghệ kèm như là SDL, UDI và RESTful. RESTful thì nó đơn giản hơn cái SOP và WSDL hoặc UDI thì nó phức tạp hơn so với cái thằng RESTful. Còn trong cái phần này chúng ta trong cái đề cương của môn học thì chúng ta có thêm cái phần nữa là nó liên quan đến cái khả năng quét ngữ nghĩa, quét ngữ nghĩa. Tức là trước đây chúng ta buổi sau ở kiếp sau có thầy sẽ giới thiệu thì cái thế hệ web của chúng ta hiện tại đang thế hệ web thứ tư, còn thế hệ mà bắt đầu phát triển các cái khái niệm về dịch vụ web là nó ở thế hệ thứ ba. Thì ở thế hệ thứ tư chúng ta có thêm các cái khái niệm về web ngữ nghĩa, web ngữ nghĩa. Ở thế thứ ba thì dịch vụ web nó chỉ đơn thuần là các cái công nghệ và để làm việc các cái hệ thống làm việc với nhau, các cái dịch vụ web làm việc được với nhau thì cũng phải có can thiệp của cái con người, tức là cái nhà phát triển, nhà tích hợp hệ thống. Thì ở đến thế hệ thứ tư thì người ta đưa ra các cái khái niệm về web ngữ nghĩa để giảm thiểu cái công sức của con người. Thì cái web ngữ nghĩa cho phép các cái hệ thống web nó tự động nó tích hợp với nhau và không cần can thiệp con người. Thì cái mục đích của web ngữ nghĩa là bây giờ nó sẽ biểu diễn cái dịch vụ web theo một cái cách mà máy có thể hiểu được và không cần can thiệp con người đây. Đó. Thì trong cái phần này chúng ta có thêm một cái phần liên quan đến cái web ngữ nghĩa. Nguyên trên mạng rồi thông tin về web như là RDF, ngôn ngữ biểu diễn tài nguyên, RDF là cái lược đồ để mình sử dụng định nghĩa các cái ngôn ngữ biểu diễn tài nguyên. Rồi chúng ta có cái OWL là cái bản thể học,
là cái ngôn ngữ để mình cao cấp hơn nữa, mình biểu diễn các cái có những cái quan hệ nó phức tạp hơn. Và OWS là cái ngôn ngữ để cho phép chúng ta cái lược đồ cho phép chúng ta định ra các cái từ khóa sử dụng trong OWL. Cái mục đích nữa là cho phép chúng ta có thể sử dụng các công cụ để mình phát triển sử dụng các cái ứng dụng theo hướng dịch vụ ở đây. Đây là một số cái nội dung của môn học. Đấy. Thì chúng ta có về cơ bản thì chúng ta cũng có 5 cái nội dung chính. 5 nội dung, nhưng mà nó thực ra nó như thầy nói là nó chỉ chia ra thành hai cái nhóm chính thôi. Cái nhóm thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái công nghệ để mình xây dựng cái dịch vụ web. Đấy là liên quan đến SOAP và RESTful. Thì từ nhóm thứ nhất đến nhóm thứ tư nó tập trung vào cái phần công nghệ để chúng ta xây dựng các cái dịch vụ web. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm liên quan đến cái ngữ nghĩa, chúng ta tìm hiểu các cái ngôn ngữ cho phép chúng ta biểu diễn các cái dịch vụ web. Các cái ngôn ngữ ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu RDF, RDFS, OWL và OWLS là những cái ngôn ngữ để chúng ta mô tả và biểu diễn dịch vụ web. Có một cái bài giảng, cái môn này có cái bài giảng thầy quên chưa cập nhật là cái bài giảng thầy vừa sửa năm ngoái. Thì chúng ta có một cái bài giảng phát triển phần mềm dịch vụ năm mới nhất là 2020. Thì lát thầy sẽ gửi cho mọi người cái này. Cái này chắc là chưa có, chưa được public đâu. Ngoài ra thì còn có một số cái bài giảng bằng tiếng Anh ấy. Thì có thể là các bạn có thể tìm trên mạng. Thì như thầy nêu trên slide, thì thực ra những cái bài giảng tiếng Anh này thì nó hơi cũ, từ có những cái bài từ 2005, 2008, 2007. Thì thực ra như thầy nói thì cái môn của chúng ta nguyện này nó đúng là cũng lâu rồi, nó khá là lâu, nó có từ những năm 2000 cơ mà. Và bây giờ nó vẫn sử dụng khá là nhiều, khá nhiều. Ví dụ như các hệ thống lớn mà tính cước của các cái nhà mạng như là VNPT hoặc là Viettel vân, thì nó cũng sử dụng các cái công nghệ SOAP, SOA với SOAP để nó xây dựng cái hệ thống tính cước. Có nghe thầy rõ không nhỉ? Lát lắm à? Thỉnh thoảng không rõ tiếng thầy ạ. Alo. Hả? Thỉnh thoảng hơi giật thầy ạ. 80 mấy người cơ mà. Thầy tắt cái môn này thì nó cũng giống như là môn khác thôi. Chúng ta cũng có 4 đầu điểm. Đầu điểm chuyên cần kiểm tra hàng kỳ, bài tập lớn và thi. Đấy. Thì bởi vì cái môn này nó không giống như là cái môn lập trình mạng, đúng không? Cái môn lập trình mạng thì chúng ta có thực hành, cái môn này thì nó thuần túy lý thuyết và thi của chúng ta cũng thi là thi tự luận. Đấy. Nên là cái điểm thứ hai của chúng ta ấy, thường là có bài thực hành, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ có thể là chấm điểm theo nhóm báo cáo hoặc là có thể chấm điểm theo bài tập cá nhân. Thì bởi vì là bây giờ chúng ta học online nên nó cũng có một số cái hình thức chấm điểm, thì chúng ta sẽ là theo nhóm hoặc cá nhân thì thầy sẽ gửi cái sau nhé. Bài tập lớn thì chúng ta cũng có mỗi nhóm, xong cái phần này thì chúng ta cũng chuyển sang cái phần chia nhóm. Thì mỗi nhóm không quá 4 sinh viên, chúng ta sẽ có một chọn một cái đề tài nào đấy, xây dựng một cái hệ thống dựa trên cái công nghệ dịch vụ và dịch vụ đây để mình xây dựng các hệ thống. Thì thuần túy các cái hệ thống mà dựa trên dịch vụ thường là những cái hệ thống dựa trên web, nhưng mà cũng có những cái ứng dụng đấy, thì tùy các hệ thống và khuyến khích các bạn sử dụng các cái công nghệ dựa trên SOAP, khuyến khích là dựa trên SOAP. RESTful cũng được, nhưng mà RESTful nó khá là đơn giản, thì như năm ngoái các bạn đã làm thì cũng nhiều bạn đã làm được cái RESTful rồi. Thì theo thầy là các bạn nên tìm hiểu thêm cái SOAP để xây dựng các hệ thống dựa trên SOAP. Hình thức thi thì thi tự luận. Thì năm nay thì chúng ta cũng có cái ngân hàng, chúng ta có cái ngân hàng có hỏi để thi rồi.
Thì cuối khóa thì thầy sẽ gửi ngân hàng cho cả lớp xem thôi. Thầy có tạo một cái link này để mình vào nhóm. Vào nhóm ở đây. Đây, làm sao nó copy nhỉ? Mình thầy tạo một cái link để chúng ta có thể vào mình trao đổi giống như năm ngoái thôi. Thầy tạo cái link như thế này để mình trao đổi tài liệu, và nhất là vì chúng ta đang học online nên là việc tương tác này rất là quan trọng. Mất xe là đây nhé, bạn vào cái link này thì đấy, đây là cái link để mình vào mình trao đổi. Đấy. Rồi, ngoài ra thì cũng có cái classroom, thầy cũng tạo cái classroom để mình có thể trao đổi cho cái nhóm của mình ở đây. Chờ tí thầy mở cái classroom. Ok. Tắt cam thì nghe nó có đỡ hơn không? Đỡ hơn Có đấy phải ạ. đỡ hơn Đỡ gì? Ok. Đây là cái code của Classroom này. Đấy, code của Classroom. Thầy tạo cái nhóm này. Hôm trước thầy thấy Giang có tạo cái nhóm rồi đúng không? À, nhưng mà thầy tạo cái này thì sau này thầy còn quản lý sau khi cả các bạn học xong nữa thì thầy sẽ quản lý, nên là thầy tạo mới ra nhé. Đang có nghe nhỉ? Còn à, lúc này đông nhỉ, có bạn nào lớp trưởng thế thì có thầy để cho Giang là lớp trưởng luôn nhé. Ra leo Đỗ Trường Giang. Dạ em có nghe Ừ. ạ. Ừ, thế Giang hỗ trợ thầy làm lớp trưởng nhóm này nhá. Vâng ạ. Rồi thầy nốt lại. Nhóm mình là nhóm 3. Cho thầy cái điện thoại ở trong nhóm chat cái để thầy còn biết có gì còn liên lạc cho dễ. Mất rồi. Một nhóm là không quá 4 người. Ôi nhưng mà cái này là nhiều đấy. Từ từ thầy xem. 85 bạn mà 84 bạn. 84 84 chia cho 20 nhóm. À đâu, 21 nhóm. Không, thế thì cứ 5 người một nhóm nhá. Cố gắng không quá 5 người một nhóm. Hôm nay nhiều nhỉ, 84 bạn rồi. Thì chúng ta sẽ xây dựng các hệ thống mà trong đó mình làm sao mình có thể tối đa việc sử dụng dịch vụ càng nhiều càng tốt. Tức là ý tưởng là chúng ta sẽ
xây dựng một cái hệ thống mà không phải đi xây dựng từ đầu, mà chúng ta sử dụng các dịch vụ. Dịch vụ đấy thì có thể là dịch vụ chúng ta lấy từ bên ngoài hoặc là dịch vụ chính chúng ta sử dụng. À, chúng ta sử dụng thì mình cũng hiểu như là mình đang sử dụng cái hệ thống kia, là mình đang sử dụng cái dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng ở đây, để mình hiểu được cái cách mình xây dựng cái phần mềm dựa trên những dịch vụ có sẵn. À, ví dụ như xây dựng các cái website bán hàng, các hệ thống thương mại điện tử này, tích hợp các cái dịch vụ như là thanh toán tiền online này, rồi các cái dịch vụ như là các dịch vụ chia sẻ tương tác mạng xã hội này, rồi các dịch vụ như là đăng nhập này, rồi các dịch vụ như là ship hàng của bên thứ ba này, vân vân. Có rất nhiều cái dịch vụ đấy là những thương mại điện tử. Ngoài ra mình có thể tự xây dựng các cái hệ thống, trong đó mình xây dựng sẵn một cái server, trong đó server của mình cung cấp rất là nhiều dịch vụ rồi, cái hệ thống khác của mình nữa thì lại sử dụng những cái dịch vụ của server kia. À, thì nó lại còn tốt hơn. Tức là đây chúng ta sẽ có một cái mô hình gồm hai cái server, một server cung cấp dịch vụ, còn server kia là sử dụng lại cái dịch vụ kia mình đã cung cấp. À, thì nó cũng là một cái mô hình khá là hay. Khá là hay. Tức là chúng ta vừa biết cách để xây dựng dịch vụ, vừa chúng ta vừa tích hợp dịch vụ. Còn nếu mà mình chúng ta xây dựng cái hệ thống mà mình đi sử dụng lại dịch vụ kia ấy, thì cũng được, nhưng mà mình chỉ học được cách mình tích hợp cái dịch vụ thôi, thì còn xây dựng dịch vụ như thế nào thì mình chưa 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 nắm. Đấy. Thì đấy là một cái mô hình, một số cái mô hình mà bài tập lớn mà các bạn có thể tìm hiểu để mình có thể xây dựng. Đấy. Rồi. Đấy, thì kiếp đầu thì chúng ta chỉ tìm hiểu như thế thôi. Đấy, tìm hiểu qua như thế. Và từ giờ cho đến tiết sau thì các bạn cố gắng chia nhóm cho thầy nhé, chia bài tập đề tài nó có thể chưa 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 phải là fix luôn, nhưng mà mình có thể đề xuất những cái ý tưởng trước chẳng hạn. Được rồi, lớp cứ free mà trao đổi đi nhá. Ba rưỡi nhá. Rồi, ok. Cả lớp nghe chưa nhỉ? Vâng ạ. Dạ vâng. Ok, rồi. Cứ nghỉ đi nhá. Lát nữa các nhóm